Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì thiệt giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.